hơn 9.700 ca phát hiện trong 24 giờ. Hôm qua cả nước ghi nhận ca nhiễm cao nhất từ khi dịch xuất hiện, Đà Nẵng áp lệnh không ra khỏi nhà trong một tuần. Trong 9.716 ca nhiễm được Bộ Y tế công bố ngày 14 tháng 8, có 9.710 ca ở 40 tỉnh thành, tăng 560 ca so với hôm qua, 4.247 người khỏi bệnh, 349 ca tử vong. Trong số ca nhiễm mới, 6.200 ca được phát hiện ở khu cách ly, phong tỏa, giảm 951 ca. 3.510 ca đang điều tra dịch tễ, tăng 1.511 ca. Số ca nhiễm mới nâng tổng số ca mắc cả nước trong đợt dịch thứ tư lên 261.412. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh vẫn là vùng dịch lớn nhất nước với 144.770 ca. Tiếp đó là Bình Dương 41.621, Long An 13.885, Đồng Nai 13.070. Thành phố Hồ Chí Minh sau 7 ngày liên tiếp ghi nhận dưới 4.000 ca mỗi ngày, Hôm qua số ca mắc mới tăng lên 4.231 ca. Đồng Nai lần đầu tiên ghi nhận hơn 1.000 ca một ngày. Bình Dương ngày thứ ba liên tiếp có số ca giảm với 2.029 ca. Ngày 14 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh công bố lập 312 tổ phản ứng nhanh tại 22 quận huyện, thành phố thủ đức nhằm kịp thời tiếp cận và hỗ trợ chăm sóc f không cách ly tại nhà có dấu hiệu chuyển nặng. Thành phần mỗi tổ phản ứng nhanh gồm bác sĩ điều dưỡng thuộc trạm y tế phường, xã, thị trấn, tình nguyện viên, công an đoàn thanh niên, tài xế. Lượng xe qua lại khá lớn trên đường 3 tháng 2 ở thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 12 tháng 8 dù thành phố đang siết chặt giãn cách theo chỉ thị 16. Ảnh Quỳnh Trần Lượng xe qua lại khá lớn trên đường 3 tháng 2 vào sáng ngày 12 tháng 8 dù thành phố Hồ Chí Minh đang siết chặt giãn cách theo chỉ thị 16. Ảnh Quỳnh Trần Dự kiến hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh công bố kế hoạch phòng chống COVID-19 trong 30 ngày tới sau khi 10 triệu dân của đô thị lớn nhất nước trải qua 38 ngày giãn cách theo chỉ thị 16 và 16 tăng cường. Kế hoạch này sẽ chia làm hai giai đoạn, gồm nửa cuối tháng 8 và nửa đầu tháng 9 với mỗi giai đoạn có nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, với quyết tâm đến giữa tháng 9 sẽ kiểm soát được dịch. Hôm qua, nhiều tỉnh cũng quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Theo đó, tại Phú Yên, thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa, huyện Phú Hòa, Tây Hòa và Tuy An giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 10 ngày, các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân và thị xã Sông Cầu áp dụng chỉ thị 15. Tại đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Long An, Tiền Giang, Trà Vinh đều giãn cách theo chỉ thị 16 đến hết tháng 8 hoặc khi có thông báo mới. Chính quyền các tỉnh yêu cầu ai ở đâu thì ở đó. Riêng Bến Tre, trừ hai huyện Mỏ Cày Nam và Thành Phú đề xuất áp dụng chỉ thị 15 với các vùng xanh và vùng vàng. Hầu hết huyện, thành phố đều kiến nghị áp dụng chỉ thị 16 thêm một tuần. Trong khi đó, chính quyền thành phố Đà Nẵng ngày 14 tháng 8 yêu cầu từ 8 giờ ngày 16 tháng 8 người dân không ra khỏi nhà và tạm dừng tất cả hoạt động trên địa bàn trong vòng một tuần thông báo được đưa ra trước thời điểm thực hiện 2 ngày để người dân chủ động sắp xếp công việc, đi chợ mua nhu yếu phẩm cần thiết. Quyết định đóng cửa 7 ngày được ban hành khi tình hình dịch ở Đà Nẵng những ngày qua chưa được kiểm soát, cả về số ca nhiễm và số ca lây nhiễm được phát hiện trong cộng đồng. Từ ngày mùng 10 tháng 7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 1.609 ca COVID-19. Thành phố áp dụng cách ly xã hội cao hơn chỉ thị 16 từ 18 giờ ngày 31 tháng 7. Riêng ngày 13 tháng 8, thành phố ghi nhận 58 ca mắc COVID-19. Trong đó 16 ca cộng đồng, chuỗi chuỗi lây nhiễm mới nguy cơ rất cao liên quan chợ đầu mối Hòa Cường với 20 ca dương tính, 13 ca là tiểu thương. Trong 7 ngày này, chỉ có người làm nhiệm vụ phòng chống Covid-19, cấp cứu, khám chữa bệnh, đảm bảo phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân như bưu chính, phân phối lương thực, thực phẩm, chăm sóc cây xanh đô thị, xử lý sự cố điện, nước, thông tin, viễn thông, phóng viên được phép ra đường. Các cơ quan công sở, đơn vị phải giảm tối đa lượng người làm việc tại trụ sở chỉ cử người ở lại làm những công việc thật sự cần thiết, trừ các lực lượng làm nhiệm vụ phòng. Chống dịch các doanh nghiệp sản xuất tại khu công nghiệp và khu công nghệ cao được phép hoạt động và chỉ được tối đa 30% số lao động tại đơn vị. Tất cả cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải đảm bảo tổ chức bà tại chỗ, làm việc tại chỗ, ăn uống tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ. Chính quyền Khánh Hòa hôm qua cũng quyết định không cho người dân thành phố Nha Trang ra khỏi nhà trong một tuần, từ 0 giờ ngày 14 tháng 8 để phòng chống COVID-19 trong bối cảnh ca nhiễm ở địa phương này đã tăng lên 2.197 ca. Với quyết định này, hơn 500.000 người dân tại 27 xã, phường của thành phố Nha Trang phải ở trong nhà, thực hiện nghiêm việc người cách ly với người, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết.